Vâng, bia về các bạn, cả anh em, cả anh chị em ngồi nói chuyện uống bia ngoài đường ấy, chở công an là lên công an đến đuổi hết cái gì nhỉ, nhất lên chạy 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 có ghé đi đuổi chạy cả căm cả thùng bia đấy, là cái gì nhỉ, anh tiền chạy mất cả chiếc luôn. Nhưng mà Linh vẫn chạy nhanh nhất. Đi tôi chạy nhanh cả căng thùng cái gì thùng bia Không, cả chai cả lúc đấy là bọn mình là không ai nhìn nghỉ đến bia nữa hết, đúng chỉ có rồi ôm đầu vào mà chạy thôi. Còn Linh rồi nó quay lại cầm ôm cái bia để đúng chạy. thật nha, đúng rồi Không có bia gì. buồn hơn. Cái gì đây, bờ rác rác bếp đặc sản của nghe à, cháu có đây kia lên đồ thì bia rồi rồi rượu, ok quá tuyệt vời, Đây con này hả? Đây con này. mọi người mua đi, mua mọi người mua 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 mà ngon thật đấy, ai ăn thịt bò rồi ai ăn rồi là biết ngon như nào là biết. Nhất là cô về lại Angola không? Có Có. Cái gì đây? Chắc mà hôm qua uống thật nhiều, uống nhiều thật đấy. Mọi người ơi, chỉ còn 10 năm thôi, chờ 100k nhá mọi người nhá. Giá chỉ còn là 400, Rồi, răng gắn kết. 475.000. Bò răng đặc biệt. Được kìa, được cười kìa. Đây, đây. Ui, Nhìn thì cứng như này nha, nhưng mà thực ra không cứng nha mọi người ơi. Này, xé ra ăn được luôn nha. Ê, em ăn đi em. Đây, cầm lấy ăn đi. Cầm lấy ăn đi. Này, đây quá mọi người ngon, nhìn này. quá tuyệt Đây vời này, mọi người đây ạ. này. Miếng thịt này. À, cái gì Đây, siêu ngon luôn nha. Ôi, đỏ hao luôn nhỉ. Khỏe Đỏ lắm, hao luôn. uống tốt. Đúng rồi. Khỏe lắm, uống tốt. Mà anh em tính cho phi không có điều muốn hơn. Đâu, mới lên đồ thôi. À đúng rồi, không có bia, không có rượu là buồn hơn. Mà ăn không có rượu, không có bia là ăn không ngon. Không ăn được, Ê, ăn được tí Thầy ơi, ăn đi. đâu. Ăn được tí. Ăn đi. Ăn cho béo như chị đi. Ăn đi, ăn thì có riêng. Có. Quê hết đâu. Có thịt đâu á. Mọi người mua mua đi, mua. Không có thịt nữa. Có chứ. Có. Khanh có đó luôn hả? Hello bè yêu. Bùa Linh đó chưa mời tôi luôn, em đã bị đi rồi à, chưa mời à, mời em mời cả nhà ăn nha, ai mua thịt rồi, mua thịt bò này á, ăn rồi là biết là ngon như nào, qua đẳng cấp à, đúng rồi, qua uống nước đi, Uống được đi. uống nước đi à, quá tuyệt vời, hợp lý như này, hợp lý. May hôm nay mình chưa ăn tối. À đúng rồi, mày có cái gì nhỉ, 9 giờ rồi, 9 giờ à, chín mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, chín giờ đêm, 9 giờ tối, 10 giờ rồi, ui 10 giờ rồi, mà không sao, 10 giờ kém rồi. Bây giờ kéo với mọi người ơi. Đắt cũng được mà. Đây, còn bao nhiêu voucher? 11 voucher ạ. 11 cái voucher 100k nữa nha mọi người ơi. Đây. Eo. Đồ Quang Linh Store mà cho voucher Cảm 100k thì ơn em thôi nhỉ. đã tặng quà cho con này. Mai yêu đẹp sạch sương phổ ngựa ruột đêm chung thử Trung thu hết rồi à? Nghĩa là gì? Hả? Đọc ra nghĩa là gì? Chứ không hiểu đâu. Nhân quá. Tức là mọi người bảo là xuống rước đèn Trung thu hết rồi là đi chơi Trung thu ấy. À.
Muốn lân các kiểu ấy. Bánh à. Chào tất cả mọi người, chào em. Anh Linh đồ có buồn không? Đôi quá. À? Diều Linh hỏi em. À, hỏi gì? Hỏi còn nhớ là Diều Linh không? À, có. Ừ. Có. Sài Gòn vui không ở Linh đó? Vui. Sài Gòn thì vui nha mọi người ơi. Vui. Mà tiếng Việt của Sài Gòn là khác nhau một tí. Wow, đây. Bóp mặt à? Đấy. Thôi bóp mặt mọi người ạ. Tiếng Việt của Sài Gòn là... Điệp dùng áp bóp mặt đấy chứ không phải... Nghe anh này này. Cái gì? À, Sài Gòn này. Cái gì? Cái gì? Sài Gòn này. À, nghe anh này. Cái gì? Là Sài Gòn này. Cái gì? Có 9 voucher 100k đấy mọi người. Mọi người lại mua nha. Có 9 voucher. Linh Đô ơi, có đi Đà Lạt không? Đà Lạt à? Đà Lạt. Không biết là Đà Lạt là chân nào nhỉ? Làm gì được nữa, sắp sang Angola rồi. À đúng rồi. Thời gian này để nghỉ ngơi. Chuẩn bị về gặp con. Vui không? Gặp con. Nhưng mà bây giờ nha. Yeah. Em đưa vợ con anh sang bên Việt Nam xong rồi anh ở bên này làm việc có được không? Được mà ở Việt Nam đông người quá. Đông người á? Dạ. Yeah. Thì bây giờ lên rừng lên rủ ở. Lên đâu? Lên rừng. À ok. Mà không dụ Angola mà không thoải mái. À ừ. Thì bảo đông người thì bảo lên rừng ở cho rảnh. Đúng rồi. Ok, không sao. Nhưng không có mạng đâu. À không có mạng à? Không có internet đâu. Chơi làm sao? Chơi game thôi. Thì không có internet đâu chơi game. Không vui. Không có điện luôn. Không vui nữa. Không có nước uống luôn. Không có nước cả. Chết đó. Chết làm sao được. Không có nước. Ôi trời ơi, cái gì nhỉ? Liên đối là sống quen ở bản rồi. Ít người. Đúng rồi. Còn tự nhiên về thành phố xong rồi thấy đông người ấy. À cái gì nhỉ? Hà Giang. À ông thích ở trên Hà Giang. Hà Giang ở trên núi. Ừ. Nước chảy ở trên núi luôn ấy. Nhiều nước quá. Hôm ở trên Hà Giang ông bảo là hay là cho Linh Đồ ở lại đây đi. Xong rồi bảo là không có mảng đâu. Thôi thế về. À chà đúng rồi. À. Hà Giang có nước nhiều. Trong năm vui không chỉ vui nha. Đi ăn, đi uống, đi chơi với các bạn rất là vui luôn. Còn 6 suất nhá. Còn 6 suất nha mọi người ơi, còn 6 cái voucher 100k nha. Có xin thêm không? Ăn đi mà uống sinh tố. Nhiều quá. Xin thêm không để em mở thêm 20 cái nữa. À, xin thêm 20 cái cho chị đi. Tôi đang ăn nó bon mồm. Ăn cái này rất là bon mồm nha mọi người ơi. Hạn sử dụng nếu như vào ngăn đông thì là 6 tháng. Nhưng mà chưa bao giờ ai ăn mà quá kiểu mấy ngày được. Rồi bây giờ. Nếu như mà ăn một mình ấy thì sẽ không hết, không bao giờ mà hết được đâu mà một lần. Thì vào ngăn đông giúp mình nha. Linh Đồ mua không? Linh Đồ ai trẻ tôn mua không? Chị Nga nhắn, chị Nga kìa, chị Nga đâu, chị Nga ơi. Oh. Nhớ chị Nga nữa không? Chào em Nga nha. Sao là em Nga? Ôi trời, chị Nga, ôi giời, Linh Đồ toàn cái gì nhỉ? Chị Nga, em Nga, chà. Chị Nga ơi. Em ngan này em. Xin chào chị Nga. À, em ngan. Chị Nga ăn cơm chưa? Chị Nga đang ở đâu vậy? Đang ở Hà Nội à? À chị Nga kìa. À. Con ngồi vào con ngự đi. Linh Đồ ăn tệ trơn nữa không? Tệ trơn nữa hả? Tệ trơn. Có
không hiểu. Cái hôm ăn ở Sài Gòn mà ngồi ăn uống với các bạn mà ngồi ở vỉa hè đấy à. Có cái hộp mà màu trắng như này này, hộp xốp màu trắng như này mà có cả trứng cút các kiểu đấy. À đúng rồi. Rau ria các kiểu đấy. Đúng rồi. Mà hôm qua ăn mấy quả trứng không phải trứng gà hề. Trứng cút. À, trứng chim cút à? Chim cút, của chim cút. Mà to mà, to. Đâu, nó nhỏ mà. Cắt tao rồi. Đây mọi người ơi, voucher 100k nha. Giá bán bình thường là 675k, giá bán tương lai là 575k. Áp thêm một voucher 100k nữa là còn 475k nha. Free hỗ trợ 30k tiền ship. 415k. Chị Nga đang ấy. Đang ở Hà Nội. Liên đồ ăn chào luôn nghe. Nón có bán không chị? Nón ở trong giỏ hàng em ơi. Bò bảo quản như thế nào? À, bò này không có chất bảo quản cho nên nó rất là an toàn cho vệ sinh con người nha. À, không. An toàn cho sức khỏe người dùng, an toàn cho sức khỏe người dùng nha mọi người ơi. Cho nên là nếu như mà ăn không hết thì bỏ ngăn đông, bỏ vào ngăn đông giúp mình nha. Còn nếu như bỏ vào ngăn mát thì sẽ bị mốc đấy nha mọi người ơi. Bỏ vào ngăn mát thì sẽ bị mốc. Đấy. Điệp với là, à quên là về, Đức về. Với là Khánh với tất cả mọi người bảo là lên đồ về Angola nhớ đừng có quên mọi người nha. Không, không quên luôn, không quên. Thật không? Nhớ mà nhớ hết. Nhớ hết, hết luôn, tất cả luôn, không cần ai. Ừ, mọi người hỏi nhớ Trương không? Trương dạy mới gặp xong. Mới gặp xong à? Cái gì nhỉ? Trương lắm đấy mà, lắm công ty mà. Nhớ là đừng có quên các anh chị em ở trong live kìa. Ui dồi nhiều quá, không nhiều đâu. Mà cái gì nhỉ, ai gặp mặt rồi là không quên. Thật không? Thật, không quên. Ui dồi, Việt Nam lâu ê. Lâu Việt Nam ê. Ở 2 tháng nhỉ? Đúng rồi, lâu quá nhiều. Không được đâu, nhiều rồi. Mới về thì rất là thích thú. Đúng rồi, nên đồ cả. Ở lâu quá, người toàn người là người. Bảo là, ui sao ở Việt Nam người nhiều thế. Nhiều, đông người quá. Đi xe máy, đi kia. Nhiều xe quá. Đây, miếng thịt bò này. Việt Nam, đi, Việt đi. Nam mà không ngủ, đi suốt đấy. Ủa sao Việt Nam? Ở ngoài đường, cái nhà ngồi cả, kiên cả, uống, ăn uống, chữ sáng máy luôn. Sang máy luôn. Việt Nam nhỏ. Anh làm anh Lindo. Ok. Đâu ra mà ăn uống đến sáng mai không? Mình còn ăn uống đến tầm tối xong mình nghỉ. Ui, mà Hôm qua uống từ 3 giờ sáng. Ui kiếp. Về nhau chứ còn nói thở đi ông của say được không? Bày đặt. Cảm ơn là mình nha. Cảm ơn mọi người nha. À, đây là MN là mọi người. À thế à? Ừ. Ok, cảm ơn mọi người. Đây. Xin chào tất cả mọi người. Linh đồ nhỏ em để. Linh đồ nhỏ em đeo khẩu trang không? À, cha Hải Văn xem à? Văn xem à? Ở trên nick của anh Tiến. Trên Sài Gòn mà. Anh Tiền đăng. À, anh Tiền, à có, nhớ. Nhớ. Tên gì? Ôi trời, quên tên rồi. Sao lúc này bảo là ai gặp Linh đồ gặp ai cũng nhớ hết. Nhớ mắt thôi. À, nhớ mắt thôi ạ. Dạ. Công nhận. Bữa công an đuổi hay lần rồi mà. Sao nhớ được. Mất nhiều tên người, tên cả của mọi người. Mất gì? Mất hết nhỏ. Tối mai chị Nga mời Linh Đồ và em Lệ đi ăn tối nhé. Điệp Kiêng hải sản lên ở nhà các. Mai. Linh Đồ thích văn hoa và em thích. Và ẩm thực Việt Nam không? Thích. Ông này như kiểu hoa hậu thân thiện ấy mọi người hỏi. Đi về Việt Nam tiếp nhỉ. Chắc là 10 năm nữa. 10 năm nữa về Việt Nam nữa, về Việt Nam tiếp. Để xem Việt Nam thay đổi gì không đúng không? Dạ, 10 năm nữa
10 năm nữa. Không, 20 năm nữa là đi được 50 tuổi rồi, già đồ. Không đi được đâu, già rồi không đi được đâu. Còn đi được 50 tuổi mà. 50 tuổi là đi được mà. Còn bao nhiêu voucher nhỉ? 10 ạ, à, 10 ạ. À. Còn 10 voucher nhá, nên anh bán đi. Đã hết 50 voucher rồi đấy. Ngày mai quay mà, đi, đi quay gì nhỉ? Có mai quay gì nhỉ? Quay Việt Nam rồi. Ừ, hay làm ngày mai đi chơi trung thu để quay. Dạ, yeah, mua bánh trung thu về bánh luộc của Việt Nam. Bánh gì? Bánh luộc. Bộ trong có cả quả tim, cả thịt, cả cái gì nhỉ? Sau đó là luộc luôn. Bánh bao á? Chắc là bánh bao. Bánh luộc á? Yeah. Nhưng mà bánh bao gì? Mọi người comment nhá, bánh luộc. À, bánh trưng. Bánh trưng, không phải bánh trưng. Chả bánh trưng là bằng... Bánh đó là làm bằng bột mì luôn. Bột mì. Bột mì à? Dạ. Yeah. Bánh giò à? Bánh có hình như nào? Mày mùi nghe comment là bánh nương. Bánh có hình dù như nào? Bánh trắng ấy, bánh màu trắng, loại trắng. À, bánh bao. Loại trắng mà luộc. Ăn mềm. Là bánh gì đó? Mày nghe bánh gì? Bánh luộc mà, luộc. À, bánh lọc à, bánh bột lọc à? Bánh bột lọc á? Bánh bột mì mà. Làm bằng bột mì. Làm bằng bột mì. Nhé. Bánh bao. Tròn như này phải không? Trung Quốc vẫn có. Bánh tròn à? Đúng rồi, có bánh tròn kia. Bánh bao. À. Bánh bao mọi người ạ. Đấy, chưa ăn bao giờ. Chưa ăn bao giờ luôn. À, cái gì nhỉ? Ngày mai đi ăn. Angola anh đang làm rồi. Ai đó? Anh đang Paulo. Làm rồi. Anh Đông Paulo nghe như anh Đông nghe. Anh Đông. Anh Đông. Anh Đông. Đông. Anh Đông. Ừ, Đông. Anh Đông là bao hê linh rồi. Làm rồi, bữa đó Angola làm rồi. Ngon lắm ấy. Bánh bao. Dạ, yeah, ngon lắm. 10 voucher 100.000 với giá 475.000 mọi người ơi. Còn 10 cái voucher 100.000 nữa nha mọi người ơi. 10 voucher 100.000. 100.000 quá. Ăn hết cái này rồi mới được đi ngủ. Ui giời nhiều ấy. À. Còn hết cốc rồi đấy. Không có nhiều cho Linh đổ 200k được không? Không không cần đâu anh ơi. Anh không, không. Anh hay là anh mua hàng ủng hộ đi rồi em sẽ lấy số tiền để em cho Linh đổ rau cũng được. Đúng rồi. Anh yên tâm nha. Đúng rồi. Linh đổ giàu lắm. Mô. Lắm. Đây nhắc lên rồi bảo Linh đồ dày lá giàu lắm, nhìn cái gì nhỉ, dày bạc thôi. Em có dây bạc đâu? Thế anh có mua đâu? Anh có mua đâu? Anh có mua đâu? Đây là chú tú tặng cho Linh đồ. À, chú tú được tặng cho Linh đồ một cái dây này, một dây cho vợ này, một hai dây cho hai con gái này. Chú tú về là vợ của chú tú. Anh lên đồ chuẩn bị ra Angola học bằng lái xe rồi mọi người ơi. Ừ. Hôm anh bảo cái gì? À thế à? Học lái xe à? Chết đồ, bị cả tướng ơi. Chà. Đừng học lái xe. Thôi, nếu mà học được là xe một. Không có xe, học làm gì? Học để làm gì? Đấy. Bạn không có xe ô tô. Bạn xoa đang học quá. Ừ, đúng rồi. Ừ. Đang học. Nhưng đâu không có tiền là mua xe. Còn 8 suất nữa nha mọi người, 8 suất nữa. 8 suất 100 nghìn nữa mọi người ơi. 8 suất. À, uống nước lọc à. Nước lọc. Nước lọc. Về nước lọc. Nước lọc. Nước lọc. Ừ, nước lọc. Nước suối. Nước suối. Hello.
Này, 500g siêu nhiều luôn nha mọi người. Nửa kỳ siêu nhiều luôn nha. Nhiều ơi. Ăn mãi mà không hết. Hay là nhắc lẽ từ ăn từ lại tiếp bộ đấy. Đâu, này là từng ngày đấy mà. Lâu lắm chứ, chứ hết hề. Ừ. Chứ thấy nhiều nha. Nào hề. Nhiều nha. Nhiều, mọi người lại mua, mua nhá. Dạ. Bò ngon không nhỉ, bò ngon nha. Rẻ lắm. Bò ngon không? Chị Thảo hỏi bò ngon không? Ngon, ngon quá tuyệt vời. Không ngon không lấy tiền nha. Không ngon, ngon thì trả ship hoàn về dốc giúp mình nha. Nếu như mà không ngon nha mọi người. Đây. Không có chất bảo quản. Cho nên là mọi người khi mua về thì bóc ra ăn ngay. Ăn không hết. Bóc ra ăn ngay nha. Không cần phải chế biến gì nữa hết. Bóc ra ăn luôn. Ăn ngon hơn mực. Rất là mềm. Ăn ngon hơn mực. Ăn ngon hơn mực. Đây. Cay không à? Không cay. Có cay không? Không cay. Không cay. Năm suất voucher 100.000. Năm cái voucher 100k này nha. Bây giờ là đêm. 5, 4, 3, 2, 1, lên. Đây là 5 suất. Đây là 5 suất. Xuân kiểu gì? Tắt tay về gì tay về gì đấy? Xuân tato. Hả? Xuân, cái gì? Xăm tato. Ừ. Xăm tato mọi người ạ. Thật á? Thật mà. Thế. Đấy. Đâu? Để làm cái niềm khi đồ Việt Nam mà. Xăm lúc nào? Qua một tuần rồi. Thật á? Thật mà. Đùa. Đùa con chứ đùa. Để làm kinh nghiệm khi lên đồ Angola ở Việt Nam. Thật á mọi người? Thật á? Xem nào, bật lên lên xem nào. Thật đấy. Ủa, ai xăm cho? Ai xăm? Cháu không biết nhỉ. À, quên nói. Ủa, chứ ai lại xăm ở đấy? Đấy. Xăm tato để tato Lindo ở Việt Nam. Ai xăm? Ai xăm cho? Có một à, quốc đất ở nào? Không, ai nói? Ai xăm nói? Xăm ở Việt Nam. Ôi chà, sao lại nói chà bằng kia, bằng kia mà nói như thế chà chẳng có lẽ. Tôi biết từ rồi, tôi giả vờ đấy. Nói chà mọi người à. Đúng rồi, nói đây là tà tôi nha mọi người, đây là tà tôi nha. Mọi người hỏi là vợ của Lindo đây hả? Đâu? Không. Ôi dồi. Vợ Lindo là đất Angola. Mọi người à, chưa biết à? Ok mà. Lê bị Lindo trôi. Trôn là lừa ấy. Trôn, yeah. Kêu lừa ấy. Lừa. Ừ, kêu chứ hả? Đi quốc đất mà bị như này luôn. Sao lại bị lâu thế? Mố, xăm tắt đô mà. Đẹp chưa? Tao là Một loài khác nhau. Một tay một màu. một màu. Hồi là Lindo vào Sài Gòn gặp em Hiểu chưa kìa? Chưa. Còn nhớ em Hiểu không? Có. Có. Nhưng mà... Không. À, uống nước thôi. Uống nước gì không? Có. Nước gì? Nước cam. Nước cam. Có nước gì nữa? Điệp ơi! Hỏi Điệp, kêu Điệp lên lấy, cho vui. Điệp ơi! Điểm mới hết đàn bò rồi, nên báo đáo tiếp đi. Xin tiếp, 50 suất nữa. Tại sao lại xin tiếp? Xin tiếp. Nhưng mà tại sao lại xin hết? Trung thu vài suất. Nhưng mà tại sao lại xin tiếp? À, tại sao là gì? Xin tiếp. À, xin tiếp, 50 suất nữa. Ờ, nhưng mà tại sao? À, để bán luôn, để bán cho hết luôn. À, bây giờ mà dừng lại bán cái này xong bán áo thì làm sao? Cũng được mà. Mà cái gì nhỉ? Mọi người có thích không? Có thích bò này không? Quá ngon tuyệt vời.